Đúng 1 giờ 45 ngày 20 tháng 6, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin và đoàn cấp cao Liên bang Nga đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6, theo lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay Nội Bài có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Cùng đón có chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và tiến tới 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm 2025. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Việt Nam là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để nâng tầm quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, tranh thủ tiềm năng và phát huy lợi thế của cả hai bên.